Rồi, Thanh Tùng chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Du Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tùng có mặt tại ấp 1 xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thanh Tùng quay mặt Thanh Tùng cùng với chú Đường cưa cái cây dừa nha cả nhà. Chú Đường của Tùng thì mới vừa cưa tỉa cành cái cây mít nè, để có một khoảng trống cho ba của Tùng cưa cây dừa này quăng xuống. Cái này thì người ta bơm cát để chuẩn bị làm nhà cả nhà. Ở đây thì có mấy đường dây điện với dây internet quá trời nè. Dừa này chắc ba có lần phải cắt lóng ngắn ngắn xuống nè. Dừa lòng này mít quá trời nè, không có cưa ngã dài được. Cái đường đang cột mấy cọng dây lại. Hôm nay ba có toàn đi cưa sao có đem cái thùng theo gì lạ lạ này cái nhà. Ủa hôm nay có cái thùng gì ngộ ngộ vậy ba? Chào quý ân nhân, quý bà con. Hôm nay là có cái dụng cụ trèo cây của VH cây của Hùng Hà. Cái sản phẩm mới. Nó khác với cái kia nó nghe nói hôm nay là nó cũng cải tiến khác nữa để mình thử coi như thế nào, như là tặng mình để mình làm mình cứu giúp mấy cái khó khăn làm không được á, mình giúp. Dạ. Yeah. Sẵn là giống như quảng cáo cho người ta luôn. Dạ. Yeah. Vậy là anh xin thưa quý bà con là về là mình cưa giờ càng ngày càng ế rồi. Tại vì có nhiều mấy ông họ cưa kia ông nói à, cũng tại ông Tùng không à. Ông quảng cáo, ông chỉ cách cho bà con hết, biết là chủ nhà ta tự làm được luôn. Dạ. Giờ ta cưa ế quá à. Mà kệ biết sao giờ mình, cái gì nó cũng một thời. Mà mình cái gì là mình cứ giúp được thì giúp đi. Ai nói gì nói gì sao giờ. Chứ mình thì không có phân thân được. Hết mà làm hết luôn cả nước mình. Có cái gì cắt không được. Dạ. Cho nên là giờ thợ cưa bắt trước theo, học theo cũng nhiều lắm. Thật kệ đi, đâu phải mình sống hoài đâu. Thì làm cũng có này có kia. Thì với cái hai nữa là mình không có nghề gì để làm hết. Để mình muốn tập từ từ lại làm cho sao. Này, rồi mới ha. Đâu so chứ cái kia cho được, cái kia đâu được. Vậy là cái này là cái sản phẩm mới của anh Vũ Hồng Hà ở ngoài Thái Bình. Cái đai chuyên cung cấp móng leo, dây đai, với lại mấy cái dây thần hỗ trợ leo cây cái nhà. Như là cho mấy người mà bắt ong. Dạ. Với leo hái dừa mướn. Ha, leo hái thuốc nốt rồi đó. Wow, cái đai này còn thấy là chắc chắn hơn cái kia nè. Với lại cái đài cái bảng nó hơi bự hơn. Đó, tại vì cũng hỗ trợ mình dẫn đi đây cũng tiếp tục đem theo. Đây là cái đài của ở cái bộ móng cũ. Để cho mấy em út rồi làm nữa. Cái này nhỏ hơn. Nhỏ cái hơn. Móng này nó ngắn hơn chút xíu là mình đi nó không có bị chao đảo. Không bị lắc. Đó, móng ngắn hơn. À, cái này. Mà. Chắc tại cái cán nó ngắn hơn mà cái cán này nè, thấy hình như nó hơi ngắn hơn. Ở cái chiều dài của nó. Cái nó cũng đường đường. Nhưng mà tại của mình à vậy là tương đương. Mình chắc mình mài nhiều quá nè. Nó mới ngắn lại nè. Chứ lúc trước nó cũng dài lắm. Lá cái đầu ấy. Mà cái này cái độ nhọn nó nhọn hơn. Dạ. Ốm hơn. Nó hơi chè bè hơn nè. Chè bè hơn thì bên đây nó bầu hơn. Nó sẽ ghim, nó không sâu. Cái này thì nhọn hơn nè. Nhọn hơn rất nhiều nè. Một cái nhọn, một cái bầu. Cái này thì nó ghim vô tới đây là hết. Con này có thấy ghim lúc tới đây à. Nếu mà cây gòn chắc tới cậy rồi. Nếu mà nó ghim sâu quá nó đầm. Nó không bị lát cái chân mình.
Còn nhưng mà mình ghim cái này nó meo ngoài quá, cái chân mình nó chao đảo lắm. Mà toàn cảm thấy là cái này hình như nó hơi gọn hơn cái mình cái cũ nha cả nhà. Cái này thì cái cũ nè. Đây cũ. Cái mới. Cái mới thì thấy nó bự hơn. Chắc khoảng 80 á. Nhưng mà cái này thì lại không có cái móc này. Cái này thì mình đưa này vô đây. Không có cái móc máy cưa. Móc để treo máy cưa á cả nhà. Có cái lợi đây nè. Dạ. Có lợi đằng nó móc vô nó có cái khớp. Cái này. Dạ, đó. Cái này. Có chỗ mát vô không? Cái này mới khui luôn, cũng chưa hỏi anh Vũ Hồng Hà. Nên cũng không biết. Có chỗ mát vô không? Đó, à, vậy đó, đó cũng được. Vượt không? Rồi. Cái này vượt rồi, vượt nó có một cái lớp ở trong đó, chứ đường ơi. Này hổng nó bị quát. Mai hai lớp. Một cái khi nó hổng cây đập nó đập cốp như vậy nè, cái nó mình hẹp lại. Cái mình máng cái máy cưa mà vô khó. Lắc lấy cái gì nại lên. Nó không biết bằng gì, bằng gan hay bằng gì. Biết bằng gan hay bằng sắt kìa. Giờ mình mang nó vô. Vô là cưa cái dừa. Cái này đôi giày này á thì của anh Hà Vạn Lý ở bên Mỹ mua cho cái đồng hồ nữa, mà đồng hồ giờ nó hết pin rồi. Tính ra nay cũng 4 năm thì rồi. Đôi giày này là mới mốt mua keo á, mình dán lại chứ nên cho nó đau bụng rồi. Nó lâu quá nó hả họng rồi. Đó bụng nó hả họng rồi. Sao mà không mang cái đai vô đi đặng đo ni cỡ trước rồi. Mang đôi giày đi rồi, sao cũng được. Này là của anh 10. Cho mấy chục đôi vớ rồi. Cưa thì mình có màu mè thiệt, có mấy cái anh nào đó bình luận vô hoài nó mình màu mè nhưng không thì vừa mà mới cưa mấy bữa nay mà bên kia có cái vườn sầu riêng đó, nếu mà không cắt tàu không có khớp cúc xuống là nó nện qua cái vườn sầu riêng đó, nếu mà không làm màu mè thì nện qua đó là mình đền một cây sầu riêng vậy là theo nó là cái bàn áp giá của tỉnh Tiền Giang đưa ra là một cây 15 triệu đó. Tại vì hắn cưa cái cho cái đường điện 500 kV là một cây sầu riêng vậy là đền 15 triệu. Mà mình nện vô là một cái nhánh không là cũng đau lòng rồi. Ta đâu có muốn. Mà cây sầu riêng người ta là cây nếu cây lớn là bán khoảng trên 20 triệu. Mà tiền thuốc trong năm đó là cũng rất là nhiều luôn cả nhà, một cây thôi 7 triệu. Cho nên làm gì cẩn thận chứ, mình bắt buộc phải màu mè, không màu mè cũng nên màu mè đó chứ, đứng đất mà hạ cái ầm cái rồi mới mốt ai kêu mình nữa, người ta bồi thường nữa, người ta đồn tới tà áo đỏ luôn là mới mốt không có cưa đâu được luôn. Nên cái gì vậy nó chậm mà chắc an toàn là trên hết. Dạ bà có cái số điện thoại của anh Vũ Hồng Hà đó luôn không? Có gì con gửi vô phần mô tả để ai có cần mua để người ta liên hệ với anh. Hình như hả bên kia cái mà cái này nào giờ nói chung là mình cũng không có làm hiểm. Ai hỏi mình là giùm chỉ hết trơn à? Dạ. Ngày xưa giờ cũng rất là nhiều người hỏi mua rồi đó cả nhà. Đâu cái chỉ hết. Cái này đặt mua là anh gửi về tới nhà luôn. Mình có cái tật là mình không làm hiểm cho nên ai nhờ cái gì cái mình giúp lấy này hả, cho nên chứ không có thiên vị gì ai hết.
kêu là con không thiên vị á, là ai nhờ mình giúp à. Bình thường thì anh gửi đồ anh hay gửi cái danh thiếp theo, mà hôm nay sao anh không gửi cái danh thiếp theo? Hình như có trên cái này có không, trên cái này nè, cái phần đó con quay không được. À, thông tin địa chỉ chính xác quá toàn quay không có được, YouTube không cho cả nhà. Cái điện thoại kia nó mất tiêu bây giờ, cho nên là bây giờ là mình mấy số mấy người ăn nhân mình trong đây nó mất hết luôn. Mình mua cái máy mới lại, cái mình phục hồi sim lại, cái nó là sim trắng, cho nên giờ là không còn nhớ ai trên đây. Số của Vũ Hùng Hà là 0335 636 421. Dạ. Đó, số đó, đó, điện thoại đó, đó. Anh ở Thái Bình. Cái giống như là cái tặng mình có cái đền ơn lại, là cũng như mình giới thiệu lại cho người ta bán. Nó thương nhau không tính lưu lời mà thiệt, mình không biết chừng nào mình đền ơn hết trên toàn cầu này, tại ai cũng là người ân của mình hết. Mà mình thì có cái tật mình nghèo, với mình học không có cao, trên cái tính toán mình không có giỏi, cho nên là nghèo hoài. Mà nghèo hoài thì đâu có trả ơn được, mà bởi vì mình nguyện là sao mà mình làm mấy chỗ người ta có tiền á, ta tặng thêm mình nhận, rồi làm cái chỗ nào mà người ta nghèo cái mình bớt tiền lại, không có đâu ai khổ cái mình cho, mà cho mấy cái đó mình không có công bố lên, tại mình cho quá ít đi, nó nhỏ quá, hồ sơ gì không một hạt cát trên sa mạc nữa, cho nên mình không có phê. Cho nên là mình nguyện làm sao mà mình có được chút đỉnh nào cái mình giúp lại cái người khổ hơn mình. Mình nhìn lên thì không bằng ai hết, nhưng mình nhìn xuống nhiều người tội nghiệp lắm, cho nên mình cứ chia sẻ chia sớt đi, của cái người mà làm ơn cho mình không bao giờ trả ơn được đâu. Mà mình trả ơn là mình phụ giúp lại mấy người thấp hơn mình, mà mình hồi hướng về các ân nhân đã từng giúp mình đó, được mạnh khỏe nè, được hạnh phúc, được vui nè, tai qua nạn khỏi nè, làm ăn luôn luôn nào cũng được thuận buồm xuôi gió, cũng làm ăn thuận lợi đó, là cũng giống như là mình để mình bớt cái nợ lên chút đi. Cũng như mình cầu nguyện cho người ta, để được cho người ta được ấm lòng, chứ giờ mình không có tiền đâu mà để trả nợ cái tiền ân tình đó, tiền bằng của tài cải được, trả bằng cái cách là mình nhờ với bề trên đó, bề trên để cứu độ lại các bạn bè thân hữu đó, được luôn luôn nào được mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Đấy. Cái này gì mang dài ba tay lắm, vừa dài nó hơi quá khổ rồi mà cũng được. Còn mới hơn như là người cũ ha. Như hai cái đinh này tà vẫn có thể thay được nè cả nhà. Còn thấy có hai con ốc dặn ra vô. Gã rồi này, có đây bằng lục giác. Cái cây lục giác á, đút vô đây là dặn ra, làm lấy được cái cây này ra mình thay cái ngắn cái dài, hoặc là cây lơi cái đứng muốn thay cho nó có nhiều cái răng này lắm, nhiều cái chốt đó nè, này, này, cái này có hàng ốc
cũng y chang cái cũ vậy đó này. Còn mấy cái lỗ này là tăng đưa cho mấy người chân ngắn chân dài nè. Cái tăng đưa cái ống quyển. Anh Vũ Hồng Hà anh mới có mời ra ngoài chỗ anh chơi mà không biết dịp nào mới có thể đi được. Xa quá cả nhà. Ở cũng các có mà khách hàng ở miền Trung có, miền Bắc cũng có kêu gọi mình ra ngoài đó làm. Nhưng mà cái số lượng ít quá đó thì cái chi phí mình đi đứng nó sẽ cao quá, rồi mình đi làm không có lời. Chứ không phải là phụ bạc bà con ngoài miền Trung miền Bắc. Nhưng mà có cái cơ hội nào hoặc là cái số lượng lớn, số lượng nhiều để mình cưa, thí dụ là đi tệ nhất là phải một tuần lễ, để mình bỏ ra 2 ngày đang mình làm chi phí khứ hồi. Yeah. Còn là 3 ngày kia để mình mới có cái trang trải cuộc sống. Yeah. Cho nên nếu mà như vậy là mình sẽ đi, chứ không phải là chơi ít thì nhiều. Mà làm sao mình miễn có còn chi chi phí ra còn chút đỉnh là được. Chúc quý bà con mình luôn luôn mình khỏe nha, mình khỏe yêu đời nha, cho mà toàn thế giới này hòa bình, sống trong an lành hạnh phúc. Cái này người ta hỏi lý do nào sao thắt cái áo vậy, thì nó có một là mồ hôi nó sẽ không rút xuống cái phần mềm, cái thứ hai nữa là mình giữ được cái thành bụng mình đó, là nó ở đây nè, nó cơ sáu múi thì sáu múi, nhưng mà ở đây chỗ này là kẻ này nó rất là mỏng manh, có khi mình làm gì mà nặng quá cỡ nó sẽ bị xé thành bụng. Yeah. Cho nên mình phải giữ này nè, chứ hoặc là chạy đua, chạy vượt giả hoặc là đá banh gì á là mình cũng đánh lén thắt nhẹ vô đó, nó đỡ sốc hông. Dạ. Yeah. Ừ, đó vậy đó. Rồi giờ mình làm nói cho nói chuyện nhiều quá rồi, luôn luôn nào cũng phải nhớ quý bà con mình nha. À, mình lấy cái nón là chinh chiến dữ lắm rồi, bây giờ cưa bằng cái máy cho nên mình đeo cũng đeo lên đó là mình cưa toàn ở trên không, nó toàn nó rớt xuống mặt mình không, mình phải mang cái này vô. Hơi nhỏ. Để tiếp tục xả tăng đưa bớt. Móc này rất là chắc luôn đó cả nhà. Nó mà siết vô cái là mở cũng khó nữa. Cái gì là rút nó tuột ra. Nó có găng. Nó cũng như tán, không có xoay á. Dạ. Cái đai cái bảng này lớn thì khi mà ngoéo chân đồ này kia nó đỡ đau lưng á cả nhà. Nó giữ cái lưng mình lại. Báo là lần nữa là cũng như cái điện thoại mình nó đã mất rồi, cho nên mấy cái thông tin, mấy cái dữ liệu trong máy mình sẽ không còn nữa. Cho nên ai có bán cây, mua cây gì đó là hoặc là hồi xưa có mấy người mà xin cái Lam nè. Cái anh đó anh tên Sang mà không biết cái kê. Rồi đó có kết bạn Zalo, Facebook không mà cái gì Sang, không biết họ gì, cho nên tìm không ra. Anh xin mấy cái Lam cũ anh về anh mà làm cái chế cái máy để cắt sắc chuối cho vịt, con vịt á, vịt ăn rồi mình mất tiêu luôn, rồi cũng kiếm không ra. Rồi có mấy người xin thuốc nam, xin cái vỏ cây mà bằng gai nè,
Thì vỏ của cái hoa sữa nè, thì mấy cái còn nhiều thứ lắm mà mình mất tiêu số, cho nên là bây giờ không biết làm sao để mình liên lạc. Có thuốc mà mình không gửi được, mình đâu biết địa chỉ đâu gửi. Mình mất liên lạc hết rồi, cho nên ai có gì cái nhắc lại cho mình thì để cho mình hoàn thành cái bộ phận đó. Đừng cho mình được thất hứa. Người ta có cái cây đó đó, ta bán mà mình hồi đó mình có số được, đặng mình có chỉ mối bán được mà bây giờ mất tiêu. Giờ có người ta mua bán, có cái chị kêu mấy cây xà cừ 200 hoành mà bây giờ là họ không biết cái người mua là ai. Rồi bây giờ không biết đường gờ luôn, cho nên giờ ai có biết vậy đó thì cứ chia sẻ ra là nói là du khỉ mất tiêu cái điện thoại, lấy điện thoại của bắp này nè, là lưu trên nó có hai sim, sim Viettel với cái sim Mobi, với lại trong máy nè mà đầy hết trơn luôn. Rồi cái nó mất mà có những tin nhắn nữa. Tin nhắn nhiều lắm, tin nhắn quá trời nhiều trong đây. Rồi nó mất tiêu rồi mình mới mua máy khác. Máy này mới lắm, mua lại khác nè. Bây giờ là danh bạ mới, người ta điện lại mới lưu lại hết thôi. Còn mấy đệ tử mình cũng mất hết trơn luôn đó. Bây giờ nó điện lại mình mới lưu thôi chứ không biết ai đâu luôn đó. Cho nên là ai biết được thông tin đó xin điện lại giùm mình ha. Rồi nhắn tôi nè, tôi là ai ai giờ giùm, mình lưu lại từ từ. Chúng mai mốt các mình ghi ra cuốn sổ. Rồi giờ mình đi làm nha. Rồi cái gì? Cái đài này nãy giờ Tần thấy có cải tiến thêm một cái móc nữa nè cả nhà. Làm này móc phụ hay gì á. Móc đưa chắc cũng như thí dụ hai đai. Dạ. Hai cái dây á. Hai bên luôn. À, cái cũ thì không có nha cái này. Đây ví dụ dây mình trùng vô thì nó khó nè. Ví dụ cái đây. Đây là một cái. Đây là bên này một cái. Chút trước thì một cái thì mình mất một móc chung nè. Chung cái kia mình xe qua cho nó cắn. Dạ. Vậy cái qua đây cái này nữa. Có mấy lần ba cái tuần bán máng sao móc lộn qua bên đây nữa. Tạo móc làm như ông bà độ vậy. Quay cái móc vậy. Vậy mà hình như nó có nhờ có cái môi chút nè. Dạ. Cái dây nè đó. Trời đu có nhìn lại vậy. Đó trời cái kiểu chạy luôn á, làm nó vậy nè. Dạ. Đó, cho nên bây giờ móc phải gờ nhắm gờ thử coi nó có ấy không mới móc. Thì cả nhà cũng cẩn thận về vấn đề đó giùm Tần nhé. Cũng khá nguy hiểm á cả nhà. Còn cái cây dừa mà nó nghiêng á thì mình phải hai dây đai. Dạ. Tại có khi mình nó nghiêng kia cái chậm thì cái nó vuột chân mà nó quay vòng tròn, nó đập cái ngực mình vô cái cây. Dạ. Cái đây gì mình biết thì mình san sẻ lấy cái tấp sau. Để người ta rút kinh nghiệm. Gãy xương cũng 7 lần rồi chứ không hay ho gì. Dạ. Đây cái này là một cái xương đòn bên đây. Giờ nó còn cái theo nè, rồi bên đây cái nè. Đó, như nứt dưng xương sọ đây là nó găng hai phân. Vì giống như cái trứng vịt mà mình lấy tay mình búng bóp vô nó găng được vậy đó. Đây. Gãy xương nứt đây cái. Rồi gãy xương cái mu bàn tay này cái tay cái. Rồi gãy cái ngón dành ở giò cái. Rồi gãy cái hai cái xương này nè. Chưởng quyển hai xương luôn. Đó. Rồi vậy cho nên bây giờ te tôi hết trơn. Giờ mấy cái còn mấy lần cắt mấy cưa thì chưa nói tới nữa cả nhà. Cho nên đó là mình bởi hồi uống xong. Ông Tùng cái gì ông cũng biết chưa, tại vì mình cái gì mình cũng liều mình phải thử một lần biết cho nên mình mới có gì giờ mình hơn cái tấp sau là vậy đó, nhưng mà mình phải chỉ cho tấp sau mình đã qua rồi mình nói đừng cái đó là phải cảnh báo, cái đó mình cảnh báo đó cho tấp sau này nó né, như là chiếc xe trước đi cán ô gà rồi mình xe sau thấy là phải tránh. Vậy đó mình để cho tôi biết cái nào nguy hiểm cái nào thuận tiện là nó áp dụng theo, chứ đừng giấu giống như người võ như ông này sợ đệ tử nó khoảng mình cái giấu một chút, cái ông kia thì sợ khoảng chút tới tết tấp sau nó sợ khoảng giết nó mai một nó mất tiêu chân. Cái gì hay hoặc bài thuốc quý thì kia cái giấu sợ chỉ cho người ta rồi người ta sẽ ăn tiền hết của mình, là lấy hết cái tài năng của mình, cái giấu giết cái giờ mình thua người ta vậy đó mất luôn. Cho nên cái gì là phải có được mình chia sẻ vậy đó. Rồi quý bà con mình mạnh khỏe nha.
Nãy giờ ba có thằng cũng tâm sự khá dài á cả nhà. Bởi vậy giờ gần 11 giờ luôn rồi. À chỗ này thì hôm qua mới vừa bơm cát á cả nhà. Bơm giữ cát này nè để chuẩn bị làm nhà đó. Nên chỗ này hơi sình. Hôm nay thì ba có đoàn dê mặc áo đỏ với lại mang bóng leo màu đỏ luôn. Không mấy gì đường dây internet nữa. Nó gài lên trên cái nhánh mít. Ồ mai giờ còn cái bông quá trời nữa. Bông đẹp rực rỡ luôn. Bông bự thiệt chứ cả nhà. Bề ngang có ba ngón tay luôn. Rồi sức luôn rồi. Sức luôn cái càng thắng rồi. Giả lãnh gớt luôn rồi. Mới gớt xuống dính cát quá trời. Cái cát đó là dễ lục lưỡi cưa nhất luôn á cả nhà. Mình cưa vô cát là y chang là cưa vô đá vậy đó. Ồ, cái dừa sao trái nó không rụng mà mọc 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 tược luôn rồi. Nè cả nhà. Nó mọc tược trên 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 chanh. Nó lên mọng. Cái dừa lên mọng luôn. Xong rồi né ra góc nhà chứ đường. Cái trái đó nó gớt rồi đó. Cái dừa nó lên mọng chánh luôn kìa. Có trời găm không? Sao dừa lên mọng luôn. À, thế hồi giờ bác có đang giúp chia dừa xuống cả nhà sẽ thấy được cái mọng đó lên mọng luôn nè. Cái đó cũng lên mọng luôn. Có nói gì ba? Không rụng hả? Trái nó không rụng. Tàu cũng cứng luôn. Bọt con là trời ơi. Nó dai gì á. Giật nó không gớt. Trời ơi. Sát bên. Có từng việc không gớt nổi rồi, bây giờ mới cắt rồi.
kéo dây qua đây chứ đừng để cắt nguyên gì qua giữa rất xuống kịch. Có cô luôn nè. Nó bằng tầng sợ gớt xuống chúng cái dây điện bây giờ mới cột cái quay dừa đó khô rồi cả nhà. Nó lắc nước rồi đó. Mấy đường dây điện như này. Là nó dướng miếng da hay là nó trúng cái nào cái nó bay qua dây điện là đứt luôn. Tại quay dừa này trên gớt xuống nặng lắm. Tao con chuột cạp lỗ. Tới gáo luôn. Vừa có cu á. Có mà nó rớt tới đất rồi. Thánh luôn. Ủa này dục cây vũa vô chứ được. Ủa cây cây vít chứ. Vít đâu? Cây vít vàng nhỏ nè. Đó còn đó hồi lượm chứ. Sợ quên hay mất. Ơ đi vô đi. Dục ba kệ nó đi. Làm gì nó vậy? Cái tàu nhỏ này nó rớt xuống thì không đến nổi hư cây nha cả nhà. Quất một con cái tàu đó chú rồi. Thằng nào? Trên đọt đó. Nói chú đụng nó làm chi nó bay qua. Còn một quai. Cái dừa này thì còn một quai dừa nha cả nhà. Hai quai luôn. Quai dừa non nghèo hà mà ba cái đoàn khoan phải cột xuống tại vì sợ chúng dây điện.
bỏ dây luôn chú Đường ơi. Vừa nãy cũng hổ cho còn bằng bắp chuối quá. Quá già rồi. Hết con hổ luôn. Quá nhỏ luôn rồi. Rồi xúc trên luôn rồi. Máy đổ hay vậy Tùng? Máy đổ hay vậy? Ừ. Đổ máy luôn cả nhà. Xúc trên luôn. Thấy chứ đừng cút dây giờ leo lên cột dây cho bác cái thằng này. Cột vô cái sợi dây đai. Đó được khoảng 3 mét mấy à. Đỡ leo. Mà mấy 4 mét á. Vậy mà chú Đường la. Tại công dây đai 5 mét lần cả nhà. Ở gần không mà vậy đó. Dũng lên. Các bạn quên xả cái máy cưa pin xuống rồi. Đeo lên người nặng. Ô, quên xả cái máy cưa pin xuống rồi. Các bạn kéo cái máy lên cái quên xả máy cưa pin xuống luôn. Thấy dao quá chứ đường này cắt hư. Xuống tới kìa chứ cột vô. Cột vô dây kìa chứ đừng. Cột vô dây đai kìa. Chục lóng ra chứ được rồi, trúng rồi dội á. Trúng lóng dội á. Giờ bắt các bạn nhờ chứ đường cột dây luộc vô. Sám nó chưa vô.
lóng cây dừa này chủ nhà cũng nhờ ba có toàn cắt ngắn ngắn đừng dễ khiêng cả nhà. Khiêng bỏ đi chỗ khác. Nãy giờ cái máy này chứ đường chưa châm xăng hay gì cả nhà. Còn gán rồi gán nổi luôn đây. Tại còn có mạch duy nhất à. Hên quá. Dừa. Dừa luôn. Cái dừa này ngã nguyên không được tại vì điện không à. Với mít nữa đó mà cắt phải cắt dùng dùng dần để mới được. Rồi xong cái dừa. Còn chăn này mình hết điện tổng. Sao nó cái ấy nó nghiêng bên. Nó ống chăn nó không luôn, không cuốn xuống. Nó dèm chế lại á. Cái đó nó đang chịu cái lưới á chị hai. Nó chịu cái lưới này rồi thành cắt cái nó nghiêng qua đó cho nó thằng nào nó chịu nổi. Đấy đó nữa đấy vậy xong thì có gì cái nó điện em vô em điện ngang cái gì. Dạ. Rồi xong. Xong gì vậy? Dạ. Rồi. Vậy là bà Cát Tường cũng đã cưa xong một cây dừa. Cát Tường cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.